Đây em mới đầy dinh hả? Dạ. Rồi con tùm lư của em ở Tùy Vinh mới thả lên nè. Dịu bay đẹp. Không thấy được. Rồi đây là con mini, lắp ráp mini. Thôi đã quá, văng nó hết kêu rồi, chắc nó bị đứt hay gì rồi. Nhưng mà bay lần đầu tiên là thả gì là bay ổn rồi. Giờ nó có cái đuôi nó không đảo, bớt đảo. Màu tím thì bay lên coi rất đẹp. Rồi sát bên rồi con tùm lư luôn nè. Chiều nay hứa hẹn một buổi thả diều rất là thú vị.